Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng mình Tú vlog nhá. Xin chào toàn thể mọi người. À, thì uh, video ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với toàn thể các cô chú anh chị em một số những cái vấn đề trả lời những cái câu hỏi mà các cô chú anh chị em đặt ra về con chó sủ bắc hà này với hiệp hội chó giống Việt Nam đó là tổ chức VKA Việt Nam. Thì uh, nói chung là các cô chú anh chị em có hai cái vấn đề đặt ra hỏi là tú ơi đi thi chó thì nó có khó hay không đấy hoặc là đi thi chó ấy, thì thường thường thấy người ta nhắc bảo những cái con nào mà nó, à, nó 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 thiếu răng thì có phải là những cái con tật lỗi không những cái con đó có được công nhận và chứng nhận giống hay không đấy và cái vấn đề thứ hai này cái vấn đề mọi người hỏi em là à, à, những cái con chó mà nó nỡ hoặc là những cái con chó nó ngoặc ban giám khảo hoặc là nó cắn ban giám khảo. Thì những cái con chó đó có phải là những cái con chó thần kinh nó yếu hay không? Đấy. Thì nói chung là nói về Hiệp hội Tổ chức Chó giống Việt Nam VKA thì đây là một hiệp hội chính thống. Đấy. Chuyên nghiên cứu và phát triển những dòng chó bản địa Việt Nam như là chó Phú Quốc, chó Mông Cộc và mới đây nhất là chó Bắc Hà được viết lên bản tiêu chuẩn. Đó thì chúng ta cũng phải uh, có một lời uh, chúng ta cũng phải phải có những cái nhận xét và có những cái sự tôn trọng nhất định đối với hiệp hội chó giống Việt Nam nếu các cô chú anh chị em muốn chuyên sâu tìm hiểu hoặc là chơi có một cái cộng đồng rộng lớn hoặc là có một cái tổ chức chính thống nào đó. Đấy thì các cô chú anh chị em nên tìm hiểu và nên có những cái bước uh, đường đi nước bước cho nó là thật chuẩn với hiệp hội chó giống Việt Nam. Đó đó là em nhắc thế đối với các cô chú anh chị em. Còn những các cô chú anh chị em chơi đam mê À, với một mức độ cá nhân bản thân thôi Thì cũng được thôi Đấy thì cũng không có gì cả Ngay kể chính bản thân em đây cũng đã tham gia Hiệp hội Chó giống Việt Nam VKA Đấy từ thời mông cọc Đấy và cũng đã từng đi thi Và cũng đã có cúp có kiếp các kiểu Đấy Nhưng mà hiện nay thì à, Nói thẳng ra thì à, em cũng cảm thấy là Cũng không cần Đấy thì các quý chính em nào cần thì mọi người à, Mọi người chơi Và mọi người theo với Hiệp hội Chó giống Việt Nam Đấy, còn với những cái mảng khác thì em không, sẽ không bàn đến nhiều. Rồi, giải thích cho các cô chú anh chị em đó là sơ bộ về tổ chức và hiệp hội chó giống Việt Nam. Còn với cái câu hỏi thứ nhất là các cô chú anh chị em hỏi là thế Tú ơi, điều kiện cần và đủ để đi thi đối với cái con chó Bắc Hà này là như thế nào? Điều kiện cần và đủ thì các cô chú anh chị em phải sưu tầm được một con chó nó đầy đủ những cái yếu tố là một con chó Bắc Hà. Thứ nhất là các cô chú anh chị em phải tìm hiểu và đọc cái bản tiêu chuẩn của VKA về cái con chó xứ Bắc Hà này là phải đọc đi đọc lại, phải tìm hiểu thật là kỹ để sưu tầm được những cái con nào nó có kiểu hình kiểu dạng à, bám sát và bám chuẩn với cái bản tiêu chuẩn của VKA đề ra. Đó là thứ nhất. Thứ hai, sau khi sưu tầm được rồi thì các cô chú anh chị em cần phải nuôi dưỡng, nuôi dưỡng thì chó đi thi mà thì nó cũng giống như là hoa hậu ấy thì nó cũng cũng phải cần có những cái sự tương tác à, học hỏi, học tập từ lúc bé tốt nhất là nếu muốn đi thi thì các cô chú anh chị em sưu tầm những cái con chó từ lúc bé hoặc là nếu mọi người đã cứng rồi cứng về cái 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 kinh nghiệm và hiểu biết về con chó rồi thì các cô chú anh chị em có thể sưu tầm được những cái con chó to thì chúng ta sẽ đỡ mất thời gian hơn thì những cái con chó to thì chúng ta đỡ thời gian nuôi dạy hơn à, về chúng ta chỉ việc trau dồi dinh dưỡng và à, huấn luyện dạy dỗ nó lại nó thôi thì à, đó là một cái điều cũng à, gọi là ok còn những các cô chú anh chị em nào chưa biết thì hãy huấn luyện từ những cái con chó nhỏ khoảng tầm 3-4 tháng tuổi 6 tháng tuổi đổ lại đấy thì những cái con chó mà được uh, VK chứng nhận giống thì nó với con chó sưu bắc hà này thì nó có hai tầng lớp tầng lớp giống giống chó đó là loại chó trung bình và loại chó trưởng thành à, chó trung bình thì nó cũng được uh, quy định từ 6 tháng uh, trở lên uh, hoặc là một tuổi đổ lại Đấy, từ 6 đến 1 tuổi chứ nó cũng không được bé bé 3 tháng tuổi nó cũng không không được đi chứng nhận giống đâu nhé các cô chú anh chị em. Đó thì các cô chú anh chị em cần phải hiểu luật của người ta. Bước vào sân chơi của người ta thì phải tìm hiểu thật là kỹ. Sau khi chúng ta chọn giống được rồi và chúng ta hiểu rồi, bám sát bản tiêu chuẩn rồi thì chúng ta phải huấn luyện nó. Đấy, không có con chó nào tự nhiên mà à, đang đi đào bới gốc cây thế này mà cho vào phòng thi à, mà chạy nhảy rồi là các kiểu nó lại trơn tru được thì người ta cũng có từng bài thi đấy dắt chạy cũng là một cái vấn đề rất là khó nha các cô chú anh chị em chúng ta nhìn trên video mấy người quay bảo ui dắt cứ chạy chạy thế này thì nó thật sự là đơn giản thật sự là dễ nhưng mà để cái con chó nó thao tác nó thao tác chuẩn đối với người dắt và người chạy thì nó lại là một cái vấn đề vô cùng khó nha các cô chú anh chị em chứ không phải là là, là là dễ dàng đâu đó là cả một cái thời gian mà huấn luyện cả một cái thời gian chăn dắt cả một cái thời gian mà À, người chủ của nó đặt niềm tin, hy vọng vào nó để nó có một cái sâu gọi là thật là đẹp. Đấy. Chúng ta là chăm sóc nó này, sờ soạn vuốt ve nó này, huấn luyện nó chạy này, huấn luyện nó gọi là có một cái uh, tính gọi là hòa đồng và nói như là đồng hóa với cộng đồng ấy. Thì thường thường những cái con chó mà đi thi ấy thì các cô chú anh chị em nên huấn luyện nó cho nó gọi là hòa nhập với cộng đồng. Là sao? Thứ nhất là phải làm quen với những cái tiếng còi xe rồi làm quen với những nơi đông người, phải làm quen với 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 mọi địa hình địa vật để cho nó quen đi. Chứ không khi mà vào trong trường thi quá nhiều chó nhá, không phải một mình giống chó bản địa đâu. Khi mà xảy ra một cái cuộc thi lớn của Vega ấy thì nó không không những là một giống chó bản địa của Việt Nam là Bắc Hà hay Phú Quốc hay là Mông Cọc đâu, nó còn có rất nhiều chó tây nữa. Đấy, đó là cuộc thi tổng hợp nó còn có rất nhiều những cái loại chó tây khác nhau cơ khi mà vào trong 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 cái hội chó như thế mà con chó nào mà không vững mà nó không được tiểu nó 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 không được gọi là là là, là đồng hóa về cái mặt uh, xã hội ấy, thì những cái con chó đó nó rất là hay quạo và rất là hay sủa hay cắn thì nó sẽ dẫn đến là những cái con chó khác nó cũng <laughs> điên lên điên máu lên thì nó nó nó, nó lại có rất nhiều những cái vấn đề đánh nhau rồi cắn nhau khác nhau thì đó là nó sẽ xảy ra những cái vấn đề nó không mong muốn đối với người mang chó đi thi Đấy, tốt nhất là chúng ta nên đồng hóa nó ở nhà Đấy, những cái con chó mà chúng ta huấn luyện ở nhà để đi thi VGA tốt nhất là chúng ta nên cho nó đi khắp mọi nơi Đấy, huấn luyện nó chạy khắp mọi địa hình cho ra công viên chơi cho ra trốn đông người cho người ta sờ soạn vuốt ve nó Đấy, thì lúc đó thì nó quen rồi thì ban giám khảo mới sờ Uh, sờ răng rồi vạch răng rồi sờ bi sờ cà sờ thân sờ thể thì lúc đấy nó mới đỡ quạ chứ còn uh, không là nó chưa quen lắm ấy, thì ban giám khảo mà sờ vào những cái điểm yếu mà những cái chỗ mà nó uh, nó khuất khuất phát là nó có thể là ngoang 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 lại đó thì đó là em chia sẻ với các cô chú anh chị em còn cái quá trình mà nuôi dạy và huấn luyện cái con chó Sù Bắc Hà để đi thi ấy, thì nó cũng là một cái thời gian rất là dài nhá. Chứ không phải là ngắn đâu. Đấy, còn những cái người nào mà handler người ta chuyên nghiệp rồi ấy thì người ta sẽ có cách của người ta còn đối với riêng các cô chú anh chị em chưa va chạm với những cái cuộc thi của hiệp hội chó giống Việt Nam VKA thì các cô chú anh chị em nên làm theo những cái bước mà em chỉ Đấy, sau đó chúng ta huấn luyện những cái con chó những cái bước chạy của con chó thì chúng ta nên uh, nhiều người thì bảo là cho nó ăn những cái máng ăn cao từ bé để cho thân hình nó cao và nó thế nọ thế kia nhưng mà theo em ấy thì khi mà các cô chú anh chị em đã sưu tầm được con chó ấy, thì khi từ, từ còn lúc rất là nhỏ các cô chú anh chị em cứ nuôi thả nó 100% tự nhiên đấy thì những cái bước đi bước chạy giống chân giống tay của nó ăn uống theo những cái chế độ mà tốt uh, nhất đối với các cô chú anh chị em thì nó sẽ đạt được những cái vấn đề mong muốn chứ không cần phải là bát ăn phải cao rồi là thi thoảng rồi mua cái bàn đứng sâu về cho nó sâu rồi thế nọ thế kia thì nó mới dáng đẹp dáng chuẩn là không có đâu nhá đây mọi người đấy em nuôi thả trăm phần trăm là tự nhiên để cho nó chạy nhảy hòa đồng rồi là phơi nắng phơi nước này như cái con cái gần đây này Đấy, có bao giờ phải ăn cao đâu mà nó phải đứng thẳng chẳng qua các cô chú anh chị em có phạm vi hẹp nuôi nhốt nó nhiều cho nên nó xảy ra nhiều vấn đề về xương khớp cho nên mọi người phải cần cho nó tập cho nó ăn cho nó có một cái thói quen mọi người cứ bảo là chó nó cúi ăn cúi thì sau này nó sẽ bị khum người nhưng mà thật sự không phải đâu ngày xưa các cụ làm gì có chó bát cao mà, có bát cao cho chó mà ăn mà mà, mà giải thích như thế được giải thích như thế là vớ vẩn chó nó toàn ăn ở dưới đất thì nó phải khum người xuống nó ăn thì nó mới gọi là con chó chứ cứ cứ phải ngẩng hết cả cổ lên ăn này Đấy, cho nên là cái điều này là hết sức là nhiều anh em mà giải thích cái kiểu này là nó 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 hơi lung tung linh tinh em cứ cho nó ăn ở ờ, luôn ngày xưa là cho ăn dưới mặt đất luôn bây giờ có có những cái bát nó kê lên cho hợp vệ sinh để cho là xịt siếc chuồng trại cho nó thuận tiện thôi thế thôi chứ còn không có vấn đề gì hết nhá rồi cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề các cô chú anh chị em bảo là thế những cái con chó mà nó ngoặc của ban giám khảo ấy thì những cái con chó đó có phải là những cái con chó mà nó bị thần kinh nó bị yếu hay không thì nói chung là những cái con mà nó ngoặc lại giám khảo thì chắc chắn là ban giám khảo sẽ loại nó và nó sẽ không được chứng nhận giống rồi tại vì đa phần người ta sẽ ghép nó vào cái chế độ là thần kinh yếu. Thì thực sự nói cho các cô anh em hiểu rằng là em cũng đã đi thi rồi và em cũng đã, đã 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 xem xét rất là nhiều. Thì không phải những cái con chó nào cứ hoặc ban giám khảo là những cái con chó đó thần kinh yếu đâu. Nó sẽ có một vài nguyên do khách quan mà ban giám khảo người ta không không chấp nhận nó. Đấy là vì người ta không sờ được xem được răng bi cả. Tại vì khi sờ vào những cái chỗ đó những cái con chó mà nó chưa được đồng hóa với xã hội ấy và nó chưa được tiếp xúc với nhiều địa hình địa vật địa cảnh nhiều ấy, nó chưa quen ấy thì thường thường là nó hay hay ngoạc ngoạc lại một tí thôi. Chứ còn những cái con đó mà thả về nhà ấy, xong rồi chúng ta cứ thử gọi là kích thích thần kinh của nó từ phía sau nhiều xem. Những cái con đó rất là ổn và rất là bình tĩnh, chẳng qua là nó ngộp, nó ngộp với cái môi trường đi thi này thứ nhất. Thứ hai nó gặp nhiều người lạ, nó phòng vệ và nó phản vệ lại thôi, chứ không phải là những cái con đó là những cái con mà nó yếu đâu. Đồng thời phải nói rằng là có một số ít những con mà thật sự nó là những con thần kinh yếu mà người ta cố tình mang đi thi, đấy, tại vì người ta vẫn thấy nó là đẹp, đấy nhưng mà uh, thẳng thật ra thì những cái con đó thì thường thường uh, nói chung ngày xưa những cái con chó mông cổng như thế, những cái con chó đỏ mông cổng thế cũng người ta cũng mang đi thi nhưng có rất nhiều những cái con mà nó thần kinh rất là yếu nha kể cả không phải ban giám khảo mà đứng ở ngoài thôi mà những người khác người ta hơi hơi gọi là gẹo gẹo nó thôi là nó cũng đã xảy ra những cái vấn đề khác nhau đấy, quạo khác nhau đấy, cho nên là mình cũng không thể nào mà đánh giá về cái mặt mà chủ quan là nó là thần kinh yếu hay thế nọ thế kia những cái con chó hôm nào em sẽ sẽ sẽ, sẽ nhờ một cái anh quay một cái clip về cái con chó thần kinh yếu của anh ý em sẽ bóp lên video cho các cô chú anh chị em thấy thế nào là những cái con chó thần kinh yếu và thế nào là những cái con chó mà thần kinh nó vững đấy những cái con chó mà thần kinh yếu thì chúng ta chỉ có gọi là thay đổi địa cảnh địa hình địa vật để xem nó như thế nào thì mới biết nó là thần kinh yếu hay không chứ không phải là ừ nó cứ ngoặt người hay nó cứ cắn người hay thế nọ thế kia nó là chó thần kinh yếu đấy là một cái hiểu lầm rất là sai sót nha các cô chú anh chị rồi vấn đề thứ ba là vấn đề chó thiếu răng có được công nhận VKA hay không? À, thì em nói thật với các cô chú anh chị em này, chó thiếu răng nhé, thì vẫn được công nhận VKA nhưng chỉ được công nhận VKA về chứng nhận giống F0 thôi. Đó là tiền đề để chúng ta sàng lọc lên thế hệ F1, F2. Đấy. Và chó thiếu răng như thế nào thì được công nhận giống. Thì uh, em nói thật với các cô chú anh chị em là, như em xem xét và tìm hiểu, kể cả ở những cái hiệp hội chó giống của nước ngoài và kể cả những cái cách thức sàng lọc ở những cái hiệp hội chó giống của nước ngoài thì cái vấn đề thiếu một răng trên con chó là một cái vấn đề vô cùng bình thường và đơn giản đấy và người ta cũng không hiểu rằng là nếu thiếu một răng là vấn đề tật lỗi nào đó là quá nghiêm trọng và quá hệ trọng nha các cô chú anh chị em chó thiếu một răng vẫn đi chứng nhận giống được vẫn công nhận giống được bình thường và nó còn là những cái con mà hết sức là bình thường tại vì chúng ta phải hiểu thế này một số con uh, nó bị thiếu răng. Nhiều người bảo là thiếu răng do gen. Nhưng thực sự với các cô chú anh chị em không phải đâu nha. Có những cái con bố mẹ đủ răng. Nhưng đẻ ra con sau này lớn lên vẫn thiếu một răng. Là chuyện bình thường. Nhưng thiếu răng do gen mà di truyền. Là phải thiếu từ 2 đến 3 răng tiền hàm. Ở trên hoặc ở dưới. Trở lên. Thì đó mới là thiếu răng theo di truyền. Còn thiếu một răng thì nó lại uh, theo rất nhiều những cái sách tìm hiểu về kể cả kể cả những cái loại sách mà, mà 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 nói chung là đọc về những cái con chó ở nước ngoài hoặc là hiệp hội chó giống nước ngoài thì người ta nói rằng là nếu mà thiếu một răng ấy thì nó sẽ do rất nhiều những nguyên nhân khác nhau thứ nhất là do những cái chế độ ăn bổ sung canxi không đủ không đúng trong cái thời gian thay răng một hai ba của con chó thì con chó nó sẽ bị những cái răng nào mọc sau cùng nó sẽ bị yếu cái hệ canxi thì một là nó sẽ bị bằng và lì đi cái 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 cái, cái răng của nó thứ hai là do chúng ta uh, nuôi thả và chúng ta cho nó gặm nhấm những cái vật cứng thì đồng thời nó bị thui trột cái răng đó và thứ ba là cái vấn đề mà chúng ta uh, nuôi từ cái lúc mà cái con chó mẹ nó có bầu Đấy, và nó di truyền bởi cái con cái, cái con chó đấy do thiếu dinh dưỡng về cái mức độ gọi là của con mẹ khi mang mang thai đấy, nó có nhiều rất nhiều những khách quan nhưng thiếu một răng thì nói chung là ngay kể cả chính bản thân em thì nói chung con nào đủ răng thì càng tốt thôi còn miếng cắn nó đẹp thôi còn những cái con thiếu một răng miếng cắn vẫn đẹp vẫn bình thường còn thiếu mà hai đến ba răng mà bốn răng để lên ấy, thì những cái con đó mới là những cái con mà nguy cấp và không được đưa vào để nhân giống tại vì đó là thiếu răng xeo di truyền một trăm trăm sách thì thường thường là các cô chú anh chị em uh, nên tìm hiểu những cái loại sách mà uh, của những cái hiệp hội chó giống của nước ngoài như là Nhật Bản hay Canada hay là Mỹ hay là Nga Đấy, hay là một số những cái nước người ta yêu quý chó và có những cái hiệp hội chó giống Việt Nam những cái hiệp hội chó giống khác nhau người ta chơi ấy thì chúng ta mới nghiên cứu được chứ còn mà Việt Nam ấy thì tổ chức VKA là hiệp hội chó giống Việt Nam người ta cũng chưa đưa ra được nhiều những cái cuốn sách về những cái con chó bản địa cho chúng ta đọc và khuyến cáo cho chúng ta thật sự là đầy đủ và rộng rãi đến kể cả những người đam mê và những người đang tham gia hiệp hội chó giống Việt Nam đấy thì là cực kỳ khó đối với những anh em mà tìm hiểu đó còn thiếu một răng em nói thẳng với các cô chú anh chị em là hoàn toàn không sao cả còn chúng ta nuôi chó đủ răng thì càng tốt không có gì cả nhưng mà đừng có thiếu hai ba răng 4 răng trở lên nhé hai răng trở lên ba răng rồi lên đã thấy kinh khủng rồi 4 răng thì thôi tốt nhất là cái con chó đấy lên bỏ hai răng là đã bỏ rồi, chứ đừng có nói là 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 ba đến bốn răng. đó là theo theo di truyền. cho nên là các cô chú anh chị em là 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 đừng có đặt nặng cái vấn đề mà thiếu một răng nhé. tại vì nó 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 không có vấn đề gì nghiêm 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 trọng đâu. còn cái vấn đề mà hiệp hội chó giống Việt Nam cho công nhận uh, con chó mà thiếu một răng là được cng và được đánh vào chế độ là f 0 thì đây là hoàn toàn là đúng đắn với cả cái 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 uh, mức độ phát triển và uh, bảo tồn giống của kể cả chó bắc hà lẫn, kể cả chó mông cộc và kể cả lẫn chó phú quốc là hoàn toàn là hợp lệ Đấy, em nói đây là chuẩn người ta làm thế là chuẩn tại vì sao bước ban đầu và cái bước khởi đầu lúc nào nó cũng có cái độ gọi là du di. Đấy, không phải du di là quá xa đâu nhưng mà là các cô chú anh chị em phải hiểu rằng là nó khác nhau về kiểu hình kiểu dạng ấy thì nó mới đáng ngại, chưa còn mất đi một cái răng ấy. đấy, cũng giống như chúng ta tai nạn hay là thế nọ thế kia trong hàm răng của chúng ta cũng có răng dài răng ngắn nha các cô cho anh chị em, đấy nhưng mà chúng ta thì là con người được bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng từ bé đã được gọi là cha mẹ ông bà quan tâm rất là nhiều, chứ những cái con chó này ví dụ như là những cái con chó mà nó ở bản ấy, nó suốt ngày nó ăn ngô với cả mèn mén với cả những cái loại mà cám gà cám trâu cám bò rồi các kiểu thể loại thì làm sao mà nó có đầy đủ cái hệ canxi mà nó mặc được đủ răng và có rất nhiều những con chó ngày xưa em đi bắt bản ấy nó còn ăn đói đến mức mà cái hệ canxi của nó ít ấy nó còn đi tập tệnh chân là thứ nhất thứ hai là răng nó răng dài răng ngắn răng cùn răng chìa răng vẩu có hết đấy thì nói chung là khi mà chúng ta về đây chúng ta thuần hóa nó và chúng ta sàng lọc nó ra những cái thế hệ sau thì chúng ta phải điều chỉnh nó chứ những cái con chó bắc hà và những cái con chó bản địa hiện tại hiện nay nói chung đã được rất nhiều các cô chú anh chị em biết đến những người đam mê và những người người nuôi nhân giống để bán thì người ta luôn luôn trao dồi cho nó những cái hệ dinh dưỡng thật là tốt đó thì các cô chú anh chị em phải hiểu hiểu là như thế nhưng còn những cái vấn đề mà một răng thì em nói thật với các cô chú anh chị em thì nhiều người bảo ôi tật lỗi rồi thế nọ thì kia rồi nhưng thực sự đừng có quan trọng về cả ba cái vấn đề đó nhé Đấy. chúng ta vẫn đi công nhận giống được vẫn được VGA công nhận và chúng ta về chúng ta vẫn công nhận vẫn nhân giống vẫn sàng lọc được chứ còn cái thể loại mà thiếu đến 2 đến 3 đến 4 răng thì thôi là nó là thuộc cái hệ mà gen rồi cho nên là không thể điều điều chỉnh được Đấy. Ý, cho nên là em mới đưa ra những cái luận điệu là chó bố chó mẹ đủ răng đẻ ra chó con mai mốt lớn lên hình thành nó thiếu một răng là cái chuyện bình thường và cái con thiếu một răng đó mai mốt nó lại phối với những cái con khác lại đẻ ra những cái con con đủ răng vẫn là cái chuyện bình thường còn mà những cái con mà thiếu 2 đến 3 răng để lên phối với nhau em nói thật với các cô chú anh chị em một trăm ra đàn chó con sau lớn lên trưởng thành vẫn thiếu 2 đến ba răng chắc ăn một trăm luôn cho dù đẻ đến cả mười mấy nữa hai mươi nữa em chắc chắn một điều là như thế nếu mà cả kể cả cháu bố kể cả cháu mẹ thiếu từ 2 đến 3 răng trở lên đó, thì hoàn toàn là nó bị về cái hệ gen tại vì em đã gặp gặp cái trường hợp này uh, ở trong 7 lứa chó mà em đã từng uh, gọi là xem ở một uh, một trại ở ngoài Hà Nội ở ngoài Đông Anh Hà Nội và một trại ở Long Biên Hà Nội đấy thì một con thiếu hai răng tiền hàm ở bên phải và một con thiếu ba răng tiền hàm ở bên trái là nói chung là đẻ ra toàn thiếu toàn thiếu và toàn thiếu không đẻ ra như thế rồi người ta không đạt được cái kết quả mong muốn thì sợ sau này bán anh em rồi người ta mất uy tín người ta nói nọ nó kia cho nên bị mất uy tín cho nên người ta bán thịt con đó luôn kể cả bán cho những anh em khác nó đẹp thật là đẹp đấy bán cho những anh em khác nhưng mà sau này nó cứ thiếu hai ba răng bốn răng như thế thì làm sao ai mà dám ai mà dám làm điều đó đấy cho nên là À, thật sự nếu mà các cô chú anh chị em nào mà giấu giếm thì thì chịu Đấy. chứ còn mà nhiều người hỏi là thiếu uh, cái chế độ thiếu răng này cái chế độ chó thay răng này thì thì thì, thì nó như thế nào thì nói thật với các cô chú anh chị em uh, video này thì em cũng đã giải thích đủ cho các cô chú anh chị em về VKA thế nọ thì kia rồi thì để một video sau em sẽ giải thích về cái chế độ thay răng uh, trong từng thời điểm cho các cô chú anh chị em Uh, hiểu và để mọi người để mọi người có thể là mọi người tìm hiểu kỹ càng hơn và mọi người tìm hiểu nó 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 rõ hơn mọi người biết nó rõ hơn em sẽ chỉ cho từng thời điểm thay răng và cũng giống như là bổ sung chất dinh dưỡng làm sao cho nó hợp lý để uh, răng nó lên nó được đẹp hơn và nó 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 nó, nó được tốt hơn Đó. thì các cô cho anh chị em đón xem nhá. Rồi video em xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhá.